Doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn con trai và Giang Tuấn Nguyễn cháu nội của bà Tư Hường đều là những người thành đạt, tài giỏi và có vợ là hai mỹ nhân đình đám trong showbiz. Nguyễn Quốc Toàn, con trai của bà Tư Hường, chủ của tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á là một doanh nhân có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng rất kín tiếng. Tháng 8 năm 2011, làng giải trí Việt xôn xao khi ông kết hôn với Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, Dương Trương Thiên Lý kém mình 27 tuổi. Song song với việc nắm giữ nhiều công ty lớn, ông Nguyễn Quốc Toàn còn sở hữu nhiều khu resort, bất động sản quy mô ở Nha Trang. Đám cưới của cả hai không hề có sự xuất hiện của báo giới. Sau khi lập gia đình, Dương Trương Thiên Lý rời khỏi ngành giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Dương Trương Thiên Lý sinh năm 1989 tại Đồng Tháp. Năm 2008, cô gây chú ý khi trở thành Á hậu tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Ngoài sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng hài hòa, Dương Trương Thiên Lý còn được đánh giá cao khi có lý lịch tốt với bố làm giảng viên đại học, mẹ làm bác sĩ. Bên cạnh đó, cô còn là người đẹp biết nhiều tiếng ngoại ngữ như Anh, Pháp. Á hậu Thiên Lý từng chia sẻ, cô rất hạnh phúc sau khi lấy chồng lớn tuổi. Người đẹp cho biết, chúng tôi đến với nhau không có ép buộc. Tôi nhận ra vợ chồng đúng là duyên nợ, vì nặng nợ nên mới ở với nhau chứ không phải là người khác. Ở độ tuổi 30, Dương Trương Thiên Lý đã là bà mẹ hai con và có cuộc sống giàu có, nhiều người phải ao ước. Ngoài ra, cô và ông xã cũng hạn chế chụp hình chung hay sánh đôi trong các sự kiện giải trí. Chỉ các hoạt động của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và sự kiện thuộc phạm vi công ty, chồng đại gia của Dương Trương Thiên Lý mới lộ diện. Hiện nay, Thiên Lý cũng là người phụ nữ quyền lực của showbiz khi đứng ra tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và cử đại diện đi thi quốc tế. Ngoài ra, bà Tư Hường cùng có một người cháu nội được nhiều người biết đến là doanh nhân giàu có Giang Tuấn Nguyễn. Anh sinh năm 1987 là cháu trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn, chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Chia sẻ về bà nội, chồng Lan Khuê tâm sự luôn coi bà là hình mẫu sống trong cuộc đời. Giang Tuấn Nguyễn nhiều lần khẳng định sẽ phát huy truyền thống cùng cơ ngơi của gia đình. Giang Tuấn Nguyễn từng sống và theo học ở Canada nhiều năm trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp vào năm 2007. Ngoài 20 tuổi, anh đã đảm đương các vị trí quản lý tại công ty gia đình. Anh hiện là chủ một resort lớn ở Nha Trang, quản lý chuỗi lao và kim luôn vai trò phó chủ tịch Hiệp hội Quảng bá Du lịch Nha Trang. Giang Tuấn Nguyễn gây chú ý khi là ông xã của Lan Khuê, một trong những người đẹp nổi tiếng của showbiz. Cả hai tổ chức đám cưới vào đầu tháng 10 năm 2018. Lan Khuê từng đăng quang siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi áo dài 2014. Người đẹp sinh năm 1992 đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2015 và vào top 11 chung cuộc nhờ sự bình chọn của khán giả. Sau đó, Lan Khuê đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face 2016, 2017 và The Look 2017. Năm 2018, cô trở lại làm hốt chương trình siêu mẫu Việt Nam. Đám cưới của Lan Khuê cũng gây xôn xao thời điểm đó khi ông xã của cô là một doanh nhân giàu có. Thời gian đầu mới về nhà chồng, Lan Khuê khá kín tiếng chuyện đời tư. Tuy nhiên gần đây cô dần để lộ cuộc sống như bà Hoàng khi trở thành bà xã của một đại gia giàu có. Cụ thể, người đẹp gây chú ý khi đăng tải hình ảnh sống trong biệt thự hoành tráng. Lan Khuê cũng thường xuyên sử dụng hàng hiệu đắt tiền khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí và cả cuộc sống đời thường. Hiện tại, cuộc sống giàu có, hạnh phúc của Lan Khuê đang là niềm ước ao của rất nhiều người đẹp trong làng giải trí.